với lại dây là đội hình không phải là đội hình giao tranh rồi. Mà thôi, đó là chuyện của cấm chọn ván 1. Bây giờ chúng ta tới cấm chọn ván 2, khi mà T1 là đội được chọn bên thì họ như bình thường thôi là chọn đội 1. Thì bây giờ họ sẽ có quyền sửa sai giai đoạn cấm chọn bằng một cái cơ hội hoàn toàn khác. Bên phía đội 2 thì bạn có khả năng chọn, nhưng mà tôi nghĩ đang thiên hướng về cái đội chơi nhiều hơn, tại vì T1 vẫn là đội ưu tiên những cái lượt lựa chọn mà khả năng đi đường thắng, chứ họ cũng không tới mức gọi là ưu tiên những vị tướng để bạn có khả năng kết hợp với nhau nữa kìa. Vì có vẻ như ván đấu vừa rồi cũng thể hiện phần đó bên phía đội 2 thì bạn muốn counter pick mà đưa ra những sự lựa chọn theo kiểu là muốn kỹ năng đè đường để thắng lợi dễ hơn. Còn Liệp Sandbox bây giờ bên phía đội 2 để xem. Khi nãy có một cái điều khá thú vị khi mà cả hai bên đều không chọn rừng ưu tiên nha. Thường một số đội theo LCK có thể là họ chọn first pick sẽ chọn cho mình đó ở đi cắm Rumble chẳng hạn. Nhưng bắt đầu khi mà con Diana nổi lên thì cũng không tới mức là phải ưu tiên cho việc đó là cắm đi OD nữa. Bạn vẫn có thể ưu tiên chọn rừng giai đoạn về sau. Hồi nãy khi mà bên phía của Lixenbox đánh chọn con Ezreal trước, rồi bên bên T1 có cơ hội, tôi chỉ sợ với T1 là có cái combo mà Nocturne Rumble ngay lập tức. Nhưng mà có vẻ như họ không đánh giá cao Nocturne Rumble khi đối mặt với lại Ezreal, thì bên phía T1 không làm như vậy. Còn bây giờ Nocturne, Kama là những cái lựa chọn bao pick mà T1 có thể dễ dàng triển khai. Họ sẽ ưu tiên cái gì đây? Kama là lựa chọn dễ nhất, không lỗ quá nhiều bài. Nhưng mà tới lượt bên phía của T1 tiếp tục đam mê con Lee Sin một lần nữa. Con Lee Sin này thì có thể nói là đi được khá nhiều đường, đường trên, đường giữa, và trong ván đấu vừa rồi thì xuất hiện khu vực đường dưới. Nó cũng mang là cái lợi thế mà xoay chuyển đội hình nhìn cho phía T1. Và có một điều mà Sandbox rất là tôn trọng đó là phía T1 nó họ cắm 3 xạ thủ khu vực đường dưới. Và họ chọn trước cho mình đó là con Jhin. À, xin lỗi bạn, Thresh. Nhưng mà con Thresh tôi đang nghĩ con Jhin khá là nhiều. Bạn đánh bắt đầu đội hình xoay quanh Đúng con rồi. Jhin nha. Với cái Rumble bạn có chiêu cuối để có thể Chính ngăn xác. chặn đối phương băng vào. Và thêm cả bắt đầu xoay chuyển cái đội hình bằng cách là chọn chống chịu khu vườn trên và thêm cả là một vị tướng khu vườn giữa như kiểu con Sett chẳng hạn. Lipsenbox đang tạo ra một cái ẩn số khá là lớn. Tôi có cảm giác rằng là nếu như T1 không lấy con Diana, Lipsenbox có thể lấy luôn. Đây sẽ là một con Rumble đường đơn. Họ sẽ chọn Diana hoặc là Na ở trong loạt tiếp theo của mình để có một cái combo combo mạnh. Rồi, tại vì khi bạn có lấy Thresh trước á, thực ra bạn sẽ có hai xạ thủ có thể chọn được, ưu tiên trước của anh Hảo, tôi đồng ý là con Jinx. Nhưng bạn vẫn có thể lấy Kog'Maw trong tình huống hoặc là bất kỳ một con xạ thủ nào mà còn lại và cảm thấy thật sự là mạnh trong cái kèo đối đầu thì Lipsenbox có thể hướng tới. Nhưng mà chắc là họ ưu tiên con Jhin luôn. Rồi, Rumble Jhin với lại Thresh là cái combo của Lipsenbox chọn trước. Jhin thì mang lại cho họ khả năng đẩy đường, kết hợp với Thresh khu vực đường dưới thì bạn sẽ không gặp áp lực đến từ con Senna và cứ liên tục đẩy vào bên phía trụ của đối phương. Thì vấn đề là sẽ kiểm soát đến khu vực đường dưới như thế nào để kết hợp với rừng của bạn mà thôi. Bây giờ thì đây như anh luôn nói nghĩa là họ cũng sợ Diana và khả năng băng vào, họ cắm đi Diana. Bây giờ họ sẽ cắm đi những vị tướng có khả năng gây áp lực vào con Jhin khi mà không có tốc biến. Tại vì hiện tại với Lee Sin và thêm cả đó là bên phía của Senna, Tahm Kench thì có vẻ như một mình con Thresh sẽ đủ giúp cho phía con Jhin để có sự an toàn, thêm cả Rumble với mưa tên lửa nữa. Thì đa sau Diana thì Ragas cũng là sự lựa chọn khá là hữu hiệu khi mà xuất hiện rừng trong tay của Kush. Nếu như mà Lipsandbox lấy Na thì tôi nghĩ rằng bên phía của T1, thật ra T1 vẫn đủ tự tin để lấy con dây một lần nữa thôi, chứ không ngại gì cả. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là khi đó họ sẽ không còn sát thương phép nữa, hoặc có thể họ bắt buộc sẽ phải đẩy con Lee Sin này đi rừng để cho Faker có một con tướng pháp sư ở khu vực đường giữa. Đó là cái ý đồ bên phía Lipsandbox. Rồi cắm Na, T1 cũng nhận ra con Na này. Tại vì nếu như Họ bạn không muốn chơi đánh dây dây. khu vườn trên, tôi đồng ý. Tại vì nếu Họ chơi không dây muốn khu đánh dây. vườn trên, tại vì đến giai đoạn về sau á, bạn sẽ bị mất đi cái nguồn sát thương gọi là sát thương DPS. Bạn thiếu cái nguồn sát thương như vậy, bạn rất khó chơi với con Jhin nha. Đối với con Jhin thì con Jhin rất là ngại cái nguồn sát thương dồn tức thì, nhưng mà một con dây thì bạn kém máu mà không trúng mấy con Jhin cứ lên bắn mà thôi. Thậm chí là Đồng ý. Sandbox tự tin trong cái việc là họ chọn dây trước luôn, tại vì con dây này vẫn đem ra khu vực đường giữa được đến từ phía của Lee Sandbox. Tại vì nếu như mà đem Lee Sin ra khu vực đường giữa, dây ra khu vực đường giữa vẫn chơi được. Và T1 có vẻ như họ phải cân nhắc trong cái việc là chọn Azir ở khu vực đường giữa rồi. Đồng ý. Con Azir này đi đường không phải là quá mạnh, nhưng mà ít nhất là bây giờ T1 quay trở lại với một điểm mạnh của họ mà trong quá khứ chúng ta từng nói rất nhiều. Đó là khả năng giao tranh ở mid game, giao tranh ở giai đoạn giữa của ván đấu. Thì đội hình này cho phép họ đánh giao tranh giai đoạn giữa của ván đấu một cách tương đối là dễ dàng. Họ lấy một con rừng chống chịu, họ lấy một con pháp sư đường giữa, và họ lấy một đội hình đánh giao tranh bây giờ đã mạnh hơn so với ván đấu trước.
Vấn đề chỉ là Leap Sandbox sẽ hoàn thiện đội hình của mình bằng cái gì. Thay vì Na thì họ có một lựa chọn khá là giống với Na, đó là Wukong ở khu vực đường trên để đem lại khả năng gây rối loạn bằng những cú hất tung, tạo tiền đề cho Rumble và Sai. Thêm kể là Wukong đi đường với Lee Sin thì bạn không ngại, nghĩa là bạn có khả năng thắng đường khu vực đường trên, ít nhất là bạn kiểm soát cái đường, và thêm cái là khả năng đào thoát của Wukong cũng có khu vực đường trên. Họ sợ rằng nếu như mà họ chọn một cái vị tướng pháp sư khu vườn giữa đối đầu với lại con Azir á, thì thật ra về chất tướng vẫn đi được mà thôi. Nhưng nếu như bạn bị tấn công khu vườn giữa nhiều đến từ Curse á, thì cái khả năng mà bạn bị yếu giai đoạn giữa ván đấu á, kết hợp thêm cái là con Jin của bạn sẽ có thể khoảng giai đoạn mà trang bị bị hạn chế nữa, thì đội hình của họ sẽ tương đối là mỏng để có thể phần nào đó là khó đánh giao tranh với đối phương. Nhưng đội hình này thì họ bù lại bằng cách là dùng chiêu cuối. Với con Wukong thì bạn bổ sung bằng cách là bạn có được cái hiệu ứng khống chế mang lại, bạn có sát thương đến từ con Jin giai đoạn giữa ván đấu. Thì nhìn chung là ý đồ của Leap Sandbox cũng khá là rõ ràng, nhưng có vấn đề của họ hiện tại là nguồn sát thương phép nhất của họ sẽ là con Rumble, và nếu như mà Rumble bị shutdown sớm sẽ hơi khó dành cho bên phía của Leap Sandbox. Cái kèo mà Volibear với lại Rumble này chúng ta đã từng thấy một vài lần, đặc biệt là Clip đang là một trong những người đi rừng đem lại một cái làn gió mới cho bên phía của LCK mùa này nha. Anh ta đang đem lại hai sự lựa chọn mà bắt đầu có được sự phổ biến trở lại, đó là Diana và Volibear. Volibear này thì nó sẽ, khi mà Clip sử dụng Volibear, anh ta sẵn sàng hy sinh vòng rừng để găng cho đường. Chỉ có điều là bây giờ đường giữa của bên phía của T1 nó lại không phải là một đường mà cần găng sớm. Đường dưới thì Senna Tamken cũng không phải là đường cần găng sớm mà chỉ cần cover mà thôi. Thì tôi không biết là bên phía của T1 sẽ vận hành con Volibear này như thế nào ở trong ván đấu thứ hai của đối đầu giữa họ và Leap Sandbox khi mà tỷ số đang là 1-0. Một ván đấu mà tôi nghĩ rằng T1 họ cũng có những sự lựa chọn tương đối là phù hợp cho đoạn giao tranh, giai đoạn giữa ván đấu. Còn với Teddy thì anh ta vẫn ưu tiên cho mình đó là cái nâng cấp băng giá khu vực đường dưới. Tôi thấy một vài người chơi con Senna này bạn có thể chọn cho mình đó là cái bảng xanh với cái bảng quyền năng để bạn có thể có thêm một lượng máu. Một số người chơi con Senna này khi bạn lên cho mình đó là cái quyền năng kết hợp thêm cái búa rìu sát thần. Thật ra giai đoạn về sau của bạn cũng tương đối là trâu, tại vì khi bạn chọn cái bảng quyền năng thì bạn cũng có được thêm nhiều chống chịu. Nhưng với bảng này thì thật ra bạn đi đường sẽ có khả năng hồi phục nhiều hơn một xíu. Và cái độ khó chịu của bạn trong giao tranh nó cũng sẽ tăng lên với khả năng làm chậm liên tục đến từ cái ngọc và cái bộ kỹ năng của con Senna. Tôi nghĩ là lựa chọn này nó cũng tùy theo sở thích của mỗi người thôi, chứ khác biệt giữa hai cái lựa chọn này nó cũng không phải là nhiều lắm. Còn bên phía của Leap Sandbox, tôi chỉ đang sợ như thế này, cái kèo Wukong này á, như Thảo nói là có cơ sở thắng, nhưng mà nó sẽ khó đúng không? Kèo này tôi cảm giác con Lee Sin vẫn là con lợi thế hơn ở khu vực đường trên này. Kèo này thì có thể kiểu như outplay bằng cách là bạn dùng cái W của Wukong để né khỏi chiêu cua đối phương chẳng hạn. Tôi đã thấy nhiều lần xuất hiện tình huống như thế này rồi. Nó có chứ không phải là không, tại vì đúng, cơ bản đánh xếp hạng đơn á, thì đây là tình huống mà thường xuyên xuất hiện trong tình huống mà bạn dụ đối phương để có một tình huống mà đối phương một lao vào mất một lần quy, hai lần quy, hoặc là bạn né được chiêu cua của đối phương, đó là cơ sở. Còn khu vực đường dưới này vì muốn hỗ trợ cái vòng rừng lên khu vực đường trên càng nhanh càng tốt cho Croco, cho nên là Jin của Prince cộng với lại cái Effort đi ra đường sau. Nhưng thật ra mà nói là đi ra đường sau hay ra đường trước thì khả năng đẩy đến từ Prince và Effort vẫn rất là cao với con Jin và Crash như thế này. Chính xác, Effort và lại Prince họ đánh rất là tự tin trong kèo đấu này. Và đặc biệt là Prince sẽ hy sinh, không phải là hy sinh, anh ta dùng năng lượng của mình rất mạnh mẽ trong khoảng thời gian đầu để như anh Hảo nói là tạo được áp lực lên cấp sớm và giữ được cái nhịp ở khu vực đường dưới. Đây là điều rất là quan trọng. Tại vì đối đầu với lại con Volibear thì Rumble không có được lợi thế trong khoảng thời gian ban đầu. Thì việc mà ít nhất là có đường đẩy để đảm bảo rằng những pha tranh chấp cua sớm bên phía của Leap Sandbox không bị thua thiệt là điều rất quan trọng dành cho họ. Và nhìn chung thì tốc độ dẫn đường đang khá là nhanh đến từ Croco. Sau khi mà Curse hoàn thành xong đó là bãi chim biến dị đi qua bên phía bãi sói, thì Croco đã hoàn thành xong đó là bãi bùa đỏ, nghĩa là tốc độ dẫn của anh ta nhanh hơn một bãi so với rừng đối phương. Còn khu vực đường dưới như thế này thì Prince anh ta khởi đầu cho mình đó là một cái kiếm dài với lại ba bình máu. Anh ta biết rằng đối phương sẽ kéo máu liên tục, cho nên anh ta thật ra chấp nhận gọi là bán máu, mua bình máu để có thể bán máu, và sau đó bạn dùng cái nhịp độ của mình liên tục đẩy đường ngược lại so với đối phương. Chỉ có điều kèo này ở khu vực đường giữa tôi thấy rằng Phay mất hơi nhiều máu nha. Mất khá là nhiều máu khu vực đường giữa luôn. Tôi nghĩ anh ta đánh hơi theo kiểu là ham trao đổi nhiều quá. Anh ta dựa trên cái chuyện là anh ta cầm bình biến dị so với lại Faker cầm chỉ có bình máu thường với lại bánh quy mà thôi. Thì anh ta đang muốn trao đổi khoảng thời gian ban đầu. Nhưng mà có thể chúng ta đang không được xem nhiều quá những cái pha ở trong khoảng thời gian đầu này, thì tôi nghĩ rằng Faker là người đánh tốt hơn với việc dùng cái thiên thạch
trước khi đối phương lao vào thì anh ta đã kéo máu đối phương trước rồi. Và liên tục những lần trao đổi như vậy thì Faker là người có lợi. Trong khi đó thì Kroko thấy rằng Kana vừa mất đi hộ thể, cho nên anh ta di chuyển lên. Effort có mặt ở đường giữa, có thể phải ép tốc biến pha này. Nhưng Faker vẫn còn gác lưu động. Thôi rồi, tôi tưởng rằng cái hiệu ứng là không qua tường bị khi nó bị chậm lại một nhịp, nó bị giật lại một nhịp, đúng rồi, tôi cứ sợ là không qua tường tình huống mới rồi. Cái tường nó tường cũng khá dày, nhưng mà nhìn chung là pha xử lý rất là căn bản đến tình thiếu Faker và anh ta xử lý tốt. Còn cả hai người chơi khu vườn giữa đều kết thúc giai đoạn lần đầu tiên về nhà với 7 lính. Faker thì anh ta thấy đối phương về, anh ta không bấm B về nhà nữa, anh ta dừng cái nhịp đó lại. Đấy là cái đợt lính có xe cho nên là anh ta đi về sau à. Thật ra với lượng máu và năng lượng như thế này anh ta vẫn có thể ở lại nha. Tại vì anh ta vẫn có một bánh quy. Anh ta có thể ở lại dùng cái lượng máu và lượng năng lượng còn lại của anh ta. Anh ta ép thêm một lượng máu và một vài lần dùng bình đến từ đối phương nữa. Để khi mà anh ta ra ngược trở lại, đối phương không còn khả năng hồi phục và khả năng trao đổi nữa, thì anh ta sẽ lợi thế hơn về đi được. Tôi nghĩ rằng Faker chắc là dùng giải băng năng lượng. Tôi nghĩ là như vậy, hình như vừa tôi có nhìn cái hiệu ứng giải băng năng lượng. Ừ, thì lượng năng lượng của anh ta cũng sẽ được tăng lên với những lần ở lại đó. Và tôi nghĩ là việc ở lại cũng không có vấn đề gì. Anh ta biết rằng thật ra con Rumble không phải là con găng sớm, mà Effort cũng không thể nào mà lúc nào cũng di chuyển nhiều những cái pha đi ra hồi nãy được. Và trong những pha trao đổi với lại con dây này á, thì không bao giờ cần phải dùng một pha cắt lưu động một cách quá bừa bãi cả. Thì tức là lúc nào Faker cũng sẽ sẵn sàng có kỹ năng để có thể lui về. Và anh ta đang kiểm soát cái kèo dây với lại Azir này, tôi nghĩ là tương đối tốt. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng không nên ở lại đường quá lâu với một cái tình trạng năng lượng như thế này. Nên canh thời điểm về. Đây. Và khi mà bạn ở lại đường quá lâu như thế này thì năng lượng của bạn với những pha trao đổi thì Faker đang thể hiện cái sự lợi thế hơn khá là nhiều. Mặc dù lính của anh ta vẫn đang thua nha, nhưng thật ra đợi đối phương về thì anh ta ăn lính là sẽ hơn mà thôi. Nhưng cái thời điểm hiện tại vừa rồi bên phía Kroko hoàn toàn có thể ăn cho mình con rồng. Tại vì rồng đầu thì đường giữa đối phương hết năng lượng, đường dưới của họ thì đẩy. Thì nếu như ăn rồng thì ra cái khả năng di chuyển ra hỗ trợ từ Faker nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà có vẻ như anh ta vẫn thiên hướng là chọn cách lên cấp độ. Cấp độ 6 là cái điều mà anh ta hướng tới chứ không phải là con rồng đầu tiên của anh đâu. Ôi, cấp 6 Kana không lên chiêu cuối. Kana không lên nổ lâm cước luôn. Nhưng lộ chắc nữa không? Chắc là sợ với Phan Vinh Hảo nói. Sợ nổ lâm cước lộn cái bóng vậy thôi. Để chắc cú vậy, Kana không nâng luôn. Cái nâng lộn chứ thường con Lee Sin cấp độ 6 có chiêu cuối. Cái gì nữa, cấp 6 mà không nâng nổ lâm cước thì chỉ có nâng lộn thôi. Đừng dưới. Hầu nhiều khi mà trói lửng thắng là có lại Prince sẽ lui. Thắng này lại nói là em ý đồ như vậy. Em nâng 3 e để cho sát thương đẩy nhiều hơn. Thôi cấp 7 à, cấp 7, chuẩn bị cấp 7 à. Cấp 7. Để xem cấp 7. Vấn đề cấp 7 chắc chắn phải nâng, chứ cấp 7 mà là không nâng nữa thì. Còn bây giờ thì nói chung rồi. Là ở khu vườn giữa thì với Faker thì anh ta vẫn đang kiểm soát cái thế này khá là ổn. Có nghĩa là những tình huống mà anh ta đứng sau lưng lính, không cho đối phương kéo máu với cầu sống con dao tóc. Sau đó thì anh ta trả sát thương ngược lại. Lính của anh ta vẫn đang dẫn hơn là ui. Wow. Đẩy về rất tốt. Nhưng mà cái khoảng cách mà kết có thể tiếp cận được cũng không ngon lắm. Tình huống này tôi nghĩ là đầu tư cũng không phải quá lỗ dành cho bên phía của T1 đâu. Họ biết rằng con Azir này, trong cái kèo đấu này với lại bên phía Listenbox á, thì cái phân chia thiên hạ ở khoảng thời gian sớm nó không cần thiết phải giữ. Đối phương không phải là những cái con tướng lao vào nhiều quá, anh cứ dùng để áp lực là cũng được. Năng lượng của anh ta cũng nhiều, khi có cho mình cái bí chương để có được việc mà cứ lên cấp bạn sẽ hồi năng lượng. Bạn thấy rằng vừa lên cấp thì anh ta hồi năng lượng khu vực đường giữa, thật ra khả năng hồi phục của anh ta cũng khá là nhiều. Faker thì cũng rất là an toàn những khoai đá khu vực đường giữa. Ơi, con Lee Sin không có rờ. Pha lao vào đỉnh từ bên phía đi quanh Faker cũng khá là thấp máu, lôi thần giáng thế được dùng mưa tên lửa đẩy. Faker đã nằm xuống rồi, anh ta còn tốc biến nhưng ta không dùng nó. Và tốc biến lên của Kroko, bởi vì ta biết rằng kết không có tốc biến. Và Kroko đóng kết cho đến chết một gấu thui đắp một chiêu cắn. Cái này là cấp 6, ta bị dính một cú án tử. Và bằng một cách nào đó T1 tự hủy một cách vô cùng kinh dị. Tôi không thể nào tin được con Lee Sin không có rờ nó lại quá nhiều. Cái đột biến nó như vậy. Đột biến nó không dành cho bên phía T1 mà đột biến dành cho bên phía của Lissamov. Thậm chí tôi nghĩ rằng vừa rồi Kroko cũng đang hơi bất ngờ cho tình huống mà đối phương cắm con mắt sau lưng anh ta nhưng không có một pha đá ngược về. Cái gì vậy ta? Tự nhiên là Faker lao lên cáo máu đối phương. Nhưng mà vậy thì Kana phải báo trước là đâu có. Brin đang gặp nguy hiểm lòng đồng quăng ra. Và cái đó cũng thuộc dạng là có confession, có thú tội hay không mà thôi.
Ví dụ như thường cấp sau đó em chưa nâng R nha mọi người, thì ví dụ như không đánh, nhưng mà pha này là pha bạn Ừ, băng không ra đánh sau lưng thì bạn là không có R. Nói mà chung là Faker mọi cũng thứ nó ẩu nữa cứ kìa, nếu như Faker tốc biến nhanh thì anh ta đâu có chết, cái pha chết rất đúng. là vô duyên, anh tốc biến anh ta không chết á. Còn Curse thì tới cấp độ 5 chưa có lôi thần giáng thế, không có chịu sát thương từ trụ được, cho nên cái pha vừa rồi thì anh ta đi vào, anh ta chịu tới hai pháp Để bắn làm từ gì? trụ, bỗng nhiên anh ta chấp mất nửa lượng máu để rồi khi mà có chiêu cuối thì anh ta băng vào thì đây 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 đây, bạn hãy nhìn, Ý là anh ta pha này cũng không chợt có nhận rờ ra gì, anh ta anh không ta có tốc biến rờ pha ấy. để làm gì ta? Đúng, anh ta Ồ, không tại biết vì nếu nó như là không không có có rờ rờ. thì Ủa đi, ở đâu cũng là chứ còn nhớ. không, tức là phải biết chứ, thường là thông Ừ, nó nhưng khó, mà không phải biết biết thì chắc nó chắn. hơi sai chứ. Chắc chắn. Chứ là mọi thứ Sao sao lại có nó thể như đang nó đang vậy? cứ sai sai như thế nào để tình phải có tiêu hoàn chứ, nó không như một tiêu hoàn thông thường chúng ta thường thấy là mọi thứ nó đều rất là kỹ càng và chuẩn xác, Đúng rồi, khá là hay. này đấu hài hơi nhiều. Tôi nghĩ rằng chắc là thấy đợt vừa rồi là DK có dấu hiệu là bắt đầu là đánh hơi vui, và Tiêu Anh muốn bắt chước, mà vấn đề là DK vui nhưng mà DK vẫn thắng. Còn Tiêu Anh Còn vui còn có cái mình họ mic vui thôi. check Ừ, của nhưng mà bây giờ DK Tiêu Anh vui theo kiểu này thì chỉ có đối thủ của họ vui thôi chứ. bây giờ thì Khổ con vậy. dây bỗng nhiên nó có một điểm hạ gục, một điểm hỗ trợ, mọi Ừ. thứ rất là dễ. Còn cái kèo khu vườn trên khi mà Smith ta từ nãy giờ đang thua, bỗng nhiên ta là cái thành cái kèo mà anh ta bằng lính. Bằng lính là con vua công có thể gọi là thắng, từ khi mà bằng trang bị thì con vua công có búa rìu sát thần, cái sát thương nhiều hơn so với là con sát thương theo dạng diện rộng như con Lee Sin như thế này. Vũ công vẫn theo thiên hướng là sát thương đơn mục tiêu nhiều hơn. Còn cái kèo khu vườn giữa trước đó thì Faye ăn thua khá là nhiều nha, nhưng mà bỗng nhiên một tình huống mà anh ta có một điểm hạ gục, thì bây giờ cái trang bị của anh ta với khả năng dọn lính tốt, trong khi đó thì Faker về nhà chỉ có thêm cuốn sách cũ mà thôi. Thì nói chung lượng tiền thì ngang nhau, đến từ việc là nấc trụ khu vườn dưới có khá là nhiều cho Teddy và Carrier. Nhưng thật ra hai vị tướng này cũng không tới mức gọi là khả năng gánh đỡ cách quá khủng khiếp nữa, đến từ con Rumble, sau là con Rumble và phía bên kia con Wukong. Ít nhất thì chúng ta đang thấy rằng đường dưới của T1 vẫn đang đánh ổn về mặt gọi là mặt chất tướng đi. Thực ra thì không phải hẳn mặt chất tướng đâu, mà là do effort di chuyển nhiều hơn so với lại Carrier. Một khoảng thời gian rất là dài thì 2 lần đến 3 lần liên tục là effort rời khỏi khu vực đường dưới để đi ra khu vực đường giữa giao tranh. Nó khiến cho bên phía của T1 có được lợi thế ở đường dưới, và nếu như họ có một con Tahm Kench với lại Senna lượng tài nguyên tốt thì tôi nghĩ là vẫn là ok. Về mặt cơ bản thì họ họ vẫn chưa mất một cái lượng máu lớn của một cái trụ nào cả, cho nên con sứ giả này của Lipsenbox cao lắm là lấy 2 lớp giáp trụ. Mà đổi như vậy thì Lee Sin Bok vẫn rất là vui mà thôi, tại vì vấn đề là cái chất tướng đội hình của họ đánh giai đoạn về sau có thể gọi là dễ hơn. Họ có cái máu từ phía ngoài, họ có con Jhin có thể đảm bảo nguồn sát thương DPS rất là cao, họ có khả năng mở đến từ con Wukong, cái sát thương của Wukong mang lại những pha tranh thì nó nhiều hơn so với là những con vua Li Be và Lee Sin giai đoạn về sau. Tại vì một con Wukong có thể gây được đột biến và những tình huống bất ngờ thì cái sát thương nó khá lớn, họ nhường cái nguồn tài nguyên cho Prince. Đấy là tình huống theo kiểu dạng như chắc là anh em thân thiết chia khá là cân bằng ở từ phía Lee Sin Bok. Hỗ trợ đi ra khu vực đường giữa để hỗ trợ kết hợp với cả Ừ. rừng, thì sau đó rừng có được lợi thế thì rừng mang lợi thế xuống là cho khu vực đường dưới. Còn đây khu vực đường trên. Summit anh ta bị băng trụ nhưng mà kết quyết định là không dùng lôi thần giáng thế, anh ta bị giữ chân lại dùng lôi thần giáng thế để chạy. Phết có mặt ở đây và áp lực đến từ con dây này khiến cho T1 không thể có pha băng trụ thành công ở đường dưới. Kira đang lao lên chung lại Ui. Teddy, lồng đèn không cứu được đối phương và Prince là người nằm xuống. Còn heal, Prince có còn một 10 cái máu. ngày thi đấu mà Ừ, anh nó hơi Prince hơi bên kia bên này thì T1 tấu hài, bên kia Prince cũng muốn đổi màu hay sao á, mặc màu vàng nhìn thấy không đẹp. Con tốc biến con hồi máu mà chết một pha anh cũng vô lý không tưởng được. Ôi, ván này Teddy có sự thay đổi mặt trang bị, anh ta không lên cho mình đó là cái búa rìu sát thần nữa, mà hướng lên cho mình sẽ là cái móc diệt thủy quái. Mà không biết liệu Prince có để ý không, thường một vài người cũng sẽ không để ý trang bị đối phương như thế nào, bạn cứ giữ cái mặc định là như vậy mà thôi. Và vừa rồi là cái sát thương rất là nhiều từ Teddy nha, bắn Cái kiểu thưởng. gì vậy? Còn cái lớp giáp, còn tốc biến, còn hồi máu và anh ta vẫn đứng Tôi lại để không đối biết là phương sao. bắn thừa phát. Rõ ràng đây là một ngày thi đấu mà Prince thật sự chắc là khóc là không đủ, tối đi về là này ban huấn luyện phải cho quắc đánh sắp phải 100 trận solo kill không được phạm sai lầm á. Còn May là ván ví dụ 1 như thắng, cái ván may là đồng 1 đội gánh được ván 1.
Ví dụ như ván 1 chúng ta thấy một ván đấu mà rất là nặng về cái gọi là chuyên môn, khi mà cái xử lý kỹ năng của từng cá nhân rất là cao, thì ván đấu này thì những tình huống xử lý kỹ năng cá nhân nó lại bị, thật lâu mà nói thì nó bị giảm khá là đáng kể. Nhưng bây giờ là tình huống mà Effort cộng là Croco không có mắt cũng từ Carrier cắm mắt ra, trang bị thần thoại đã có đến từ cả hai của phía T1, đó là cái găng tay băng hỏa dành cho Carrier, bóng vịt thủy hóa dành cho Teddy. Tính ra thì cái lượng trang bị này bắt đầu rất là khỏe rồi, khi mà so với trang bị bên phía bên kia thì ở khu vực giữa thì phe anh ta chuẩn bị có cho mình nữa cái nguyệt đao, nhưng có vẻ sẽ phải đợi một khoảng thời gian để nguyệt đao mới có được. Còn bây giờ thì rộng 1 phút 50 giây nữa, khoảng thời gian này thì hai bên chỉ tập trung vào nhiều farm mà thôi, cũng không có vấn đề gì quá lớn đến từ cả hai bên. Đội hình này thì thật ra T1 giao tranh ổn ổn hơn rất là nhiều với một con Azir rồi Volibear, Lee Sin. Chỉ là bây giờ bên phía Lee Sandbox họ đang muốn đầu tư cho khu vực đường dưới để kết thúc giai đoạn đi đường giải phóng cho Prince, hắn tự không thành công. Và đó, nếu mà thành công thì mọi chuyện có lẽ hơi khác một tí. Vẫn chưa có trụ đầu dành cho một bên nào cả, hai cái trụ một của đường dưới đều đã rất thấp máu rồi. Nếu mà thành công thì khả năng là có được cái trụ dứt điểm Carrier cũng hơi khó, khi mà trang bị của anh ta rất là dày và giáp, thêm cả lượng máu nữa. Với lượng sát thương hiện tại đến từ cà phê thêm cả đó là Faker, nhưng Faker có tình huống mà anh ta khá tự tin nha, đứng khu vực đường giữa né chiêu của đối phương. Ở đường dưới, người đang bị giữ chân là Teddy, Rồi và pha ngậm nuốt sẽ của nằm. Carrier đang cố gắng giúp cho Teddy được sống. Anh ta tốc biến đi cho nhanh nhưng vẫn bị hạ gục. Cuối cùng thì bên phía đường dưới của Liên Sandbox đã lên tiếng, Carrier đang phải bỏ chạy, anh ta còn tốc biến dịch chuyển hỗ trợ. Đây là Faker dịch chuyển xuống và cả Kanna cũng dịch Croco chuyển. Câu tới. trả lời đến từ Liên Sandbox là có sóng âm không trúng, pha lao vào cực kỳ đẹp đến từ Summit. Faker đẩy đối phương ra nhưng không kịp, anh ta nằm xuống. Rin lên tiếng và chỉ đánh thương thôi, Rin không phạm sai lầm được. Một cú chi mạng rất may mắn, giật bắn khép góc thành công và kết có thể là người thứ tư, đó là 4 Quét điểm sạch. hạ gục cho Liên Sandbox. Tính tổng kia hạ gục của Teddy nữa, đó là pha quét sạch dành cho bên phía của Liếp Sandbox. Và chỉ với 4 người mà thôi họ có thắng lợi. Và như nó đây đọc đội hình khi chọn Wukong kết hợp với Rumble, thì đây chính Faker đẩy ngược cái chiêu cuối ra, cái bóng đến từ bên phía. Đây là pha di chuyển rất sai lầm của Teddy nha, anh ta là khởi đầu cho cái sai lầm theo chuỗi hệ thống đến từ bên phía T1. Ván đấu thứ nhất là ván đấu rất nặng, và khi mà cả hai bên đều không có sai lầm, nhưng ván đấu này thì bạn thấy rằng rất nhiều sai lầm đến từ bên phía của cả hai bên. Những T1 họ có những sai lầm phải nói đáng kể, đặc biệt một pha RQ không chính Faker xác đẩy cái đến từ bóng. bên phía của Kanna. Đó, tôi có thấy mà khi mà Smith anh ta rất là tự tin cho cái việc là anh ta dùng cái W của Đúng mình mỗi chiếc canh đúng mạng. cái thời điểm. Và triple kill cho con riêng như thế này, tôi cảm giác có vẻ như quá khó dành cho anh phía T1 rồi. Đặc biệt là con riêng bây giờ bạn không có cách nào bạn bị ngăn cản cái lượng sát thương nữa kìa. Brin thật sự là đỏ thật. Đầu tiên chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng T1 tự hủy cực kỳ mạnh trong pha đó. Cái khoảng cách giữa Teddy và Keria nó quá xa để mà Teddy tự tin đứng cao đến như vậy. Pha đó nếu như muốn cứu nhanh hơn chỉ có một cách là Keria buộc phải tốc biến tới mà thôi. Mà anh ta rõ ràng là không muốn làm điều đó, Teddy nằm xuống. Vấn đề là cái ví dụ như cái pha bắn dứt điểm của Brin á vào Teddy đầu tiên á, nó là pha chí mạng. Sau đó thì những phát bắn cuối của Brin đều là chí mạng. Kiểu như là hay không bằng hên, một ngày thi đấu rất là tệ của Brin, nhưng mà cuối cùng anh ta được bù đắp bằng những điều khác. Và bây giờ Lip Sandbox đang dẫn trước 8-1, liệu có một cái ngày chiến thắng 2-0 cho Lip Sandbox không? Có nghĩa rằng cái cơ sở để họ thắng hiện tại mở ra rất là rõ, khi mà đội hình của họ vấn đề như nó là dễ chơi hơn, với khả năng mở từ xa, khả năng hiểu khống chế tầm gần, mọi thứ của họ đều có. Trong khi đó thì T1 muốn tấn công thì họ phải băng vào, mà băng vào trước mặt của Rumble, thêm cả đó còn riêng phía sau nữa. Nhưng mà phải nói rằng cái việc mà Teddy á, tôi đang muốn nói là việc trang bị á, tại vì nó thay đổi cái việc là cái thói quen của những người chơi khu vực đường dưới. Tại vì ví dụ như bên phía của Prince, thông thường mà đó mặc thời gian hiện tại là con Senna lên cho mình đó, bốn điều sát thương không phải là quá vượt trội. Nhưng vừa rồi chính Teddy cũng có việc bị ảnh hưởng như vậy, tại vì anh ta lên cho mình đó là cái móc diệt thủy quái, anh ta không trâu như thông thường, tại vì ôi Giật bắn thành tốc công, biến. Effort tung một quán tự ép tốc biến và Kanna thoát đi, nhưng vấn đề là cái trụ một đường trên của T1 không thể nào chạy được đi đâu cả. Đây sẽ là cái trụ thứ ba dành cho bên phía của Liếp Sandbox. T1 đang có ý định gỡ gạc bằng pha đẩy đường dưới, nhưng nếu như họ đẩy tiếp vào cái trụ hai đường dưới họ sẽ mất trụ hai đường trên, mà chưa chắc cái trụ đường dưới họ lấy được. Không biết rằng liệu nó có dừng lại trụ hai đường trên hay là muốn một trụ ba hay không. Có sứ giả này chỉ được đó là hai trụ mà thôi, vẫn còn nhịp hút, nhưng có vẻ như phía của Sandbox họ thấy như vậy là đủ rồi, cũng không cần phải quá tham làm gì nữa cả. Pha này thì đúng là Faker với lại Kết cũng không về được, kiểu như bị lỡ nhịp rồi, họ về thì họ không làm được gì, họ cố gắng họ đẩy nốt. Lợi thế quá nhiều đến từ bên phía của Liếp Sandbox, bây giờ là khoảng chừng hơn 3.000 chênh lệch.
Và con Jin này của họ chỉ cần anh ta không phạm một sai lầm nào để bị Lee Sin đá hay là Azir Suruma Shuffle về, thì mọi thứ ở trong tay của bên phía Lee Sin, những điều kiện mà họ cần nhất đều xong. Jin xanh nhất, Rumble xanh nhì. Và nếu như mà bên phía của T1 thực ra họ phải đảm bảo cái nguồn sát thương từ phía sau đến từ Azir, thì tôi không cho rằng Suruma Shuffle là một lựa chọn hiệu quả từ Faker. Tại vì nếu như mà ta cứ băng vào dạng tuyến sau á, thì không có sát thương DPS gây ra. Con Senna này có sát thương nhưng nó cũng, tức nghĩa là không đủ so với cái sát thương gây ra từ con Rumble hoặc là con Wukong nữa. Tại vì những cái kiểu trang bị như thế này của Wukong á, bạn thấy rằng con Wukong rất là khỏe nha, với việc cứ liên tục dùng cho mình cái thiết bản và thêm cả đó là cái W của mình, thì khả năng dùng sát thương đơn mục tiêu của anh ta đến từ cái bóng của anh ta, chính bản thân của anh ta nữa, thì rất là to. Và nếu như mà cứ tập trung quá nhiều vào con Zay hay là con Jin, thật ra bạn sẽ bỏ quên cái nguồn sát thương đến từ con Wukong rất là khủng khiếp. Kết có ý định di chuyển lên để cover cho Kana, chỉ là đẩy trụ thôi, cái trụ một đường trên nó còn nhiều máu quá và ông không đủ cơ sở để băng trụ áp lực vào phết. Chỉ là bây giờ khoảng chừng 2 đến 3 mục tiêu sắp tới, ví dụ như sứ giả Hoàng Rồng, bên phía của T1 đang không ở vào thế có thể cạnh tranh được nếu như họ không có lợi thế về người. Ví dụ như con sứ giả sắp tới, đồng ý là góc ra sứ giả của họ tốt hơn so với lại đối phương từ đội 1 ra, nhưng mà cái khả năng, thực ra khả năng kiểm soát đường vào mục tiêu của bên phía Lip Sandbox rất tốt. Đầu tiên họ có cạp cạp của Trinh, sau đó họ có thể dùng con Wukong đứng chắn hoặc là dùng con Thread hoặc con tướng mà đứng chắn cũng khá là tốt với bộ kỹ năng của mình. Thì tôi nghĩ rằng đường ra sứ giả của bên phía T1 hơi bị khó. Khó, đồng ý với lượng vấn đề này, khi mà tôi nói là khó để thể di chuyển ra, vấn đề là ôi không phải sứ giả nữa mà là con Baron đã có rồi bên phía Jin. Quên hai sứ giả rồi mà. Đây là 21 phút và con Jin này là con Jin 2 trang bị rưỡi rồi, đã có cho mình đó thanh kiếm BF và Baron đã có dành cho bên phía của Lee Sandbox. Không có tình huống cướp nào được thể hiện đến từ T1 cả. Và tôi cứ cảm giác nó cứ dễ thế nào, tình phía của Lee Sandbox đó không có bất kỳ cái áp lực nào cả. Và với con Jin này đi ra đẩy thì thật lòng mà nói thì thiếu người phòng ngự nha. Bây giờ khi mà T1 cái kiểu đồ là như thế này, con Senna hỗ trợ cho con Tamken, nhưng con Tamken tôi nghĩ là không đủ sức chống chịu trước sát thương đến từ bên phía của Jin. Ôi hay quá Prince ơi, anh tự biết bản thân của mình thi đấu không tốt, đóng ngay cái giáp thiên thần trên mũi thứ ba. Được, chơi vậy được. Tôi nghĩ rằng Prince cũng, đây là một người mà các bạn phải biết là đánh để mà được gánh nó rất là quan trọng. Thì đánh theo kiểu này là chắc cớp luôn rồi. Nếu như đối phương kiểu như dồn tất cả mọi thứ vào Azir, vào Lee Sin, vào dùng mọi thứ để có thể hạ gục anh ta, thì anh ta sẽ nhận hết, sau đó anh ta hồi sinh lại. Còn cái khoảng trống được tạo ra thì đồng đội anh ta đã giải quyết hết rồi. Bây giờ tôi không biết là bên phía T1 sẽ phòng ngự bằng cách nào đây. Mưa tên lửa để chỉ là để tạo áp lực và đẩy trụ mà thôi. Cũng đơn giản, tại vì trang bị của anh ta đứng từ phía ngoài gây sát thương, đối phương không băng vào thì chỉ cần đơn giản là một pha, hồi đây là pha solo kill. Một lần nữa phải dùng Suruma phân chia thiên hạ của mình để đẩy đối phương ra. Đây không phải là Suruma Shuffle, Suruma Shuffle đẩy đối phương về phía đồng đội của mình. Vừa rồi là Faker chỉ dùng cái chiêu cuối của mình để phân chia thiên hạ lui về. Con Rồng đang chờ đợi 6 giây nữa. Tất cả những gì Lip Sandbox cần làm là họ cứ lụm từng mục tiêu một và tiền cứ thế là tăng lên khoảng cách thôi. Và tại vì họ chiếm được đó là cái khu vực rừng của đối phương, cho nên là họ sẽ có nhiều tiền hơn so với đối phương. Và tất cả mọi thứ cứ dùng hết vào Jin. Thì phải nói rằng Prince có cái trang bị mà tôi nghĩ rằng rất là phù hợp với anh ta, theo kiểu rằng bạn yếu chỗ nào bạn đắp chỗ đó. Bạn yếu về cái việc di chuyển và những cái chọn vị trí thì bạn đắp vào một cái trang bị để có thể bù đắp phần ở đó, với việc là bạn có thể sát thương tối ưu hóa hơn. Bây giờ thì chiếm được rừng của đối phương, bạn sẽ có thêm tài nguyên. Đây là cái thời điểm như nói họ có được cái trụ nhất của vườn trường của đối phương, có luôn cả trụ hai. Cái khoảng trống sau lưng của T1 là khá nhiều, nhưng T1 thì cũng rất nhanh trong cái việc là khi mà rừng vừa ra tập trung ba người lại cố gắng dọn rừng, ít nhất là bạn không để đối phương vượt trội quá nhiều về lượng tài nguyên. Nhịp độ của ván đấu nó sẽ cứ đi theo từng mục tiêu một mà bên phía của Lip Sandbox muốn lấy, và T1 bắt buộc phải buông bỏ. Họ chỉ có thể hy vọng rằng là nếu như gọi là cái cơ sở để lật kèo của T1 là gì, thì chỉ có thể là những pha xử lý kỹ năng thuộc vào tầm đỉnh cao của con Lee Sin mà thôi. Con Azir thì tôi cũng đồng ý với anh Hảo là nếu như nó đưa bản thân mình vào thế Suruma Shuffle, là đưa mình vào tuyến sau đối phương á, thì nó không lợi, đứng xỉa vẫn là lựa chọn tốt hơn dành cho Faker. Thì phần còn lại chắc là phải đợi Kana làm được một điều gì đó kiểu như là đá Prince ra. Nhưng mà bên Philip Sandbox chơi theo kiểu quá chắc cú, dùng mưa tên lửa để đẩy đối phương ra, và sau đó anh ta lao vào đẩy được rồi, đó là pha đẩy tốt. Rồi bấm lồng đèn. Nhưng lồng đèn được tung ra, và Prince thì anh ta vẫn còn sống, ta chưa phải xài giáp thiên thần nữa kìa.
nỗ lực rất lớn đến từ bên phía của T1, nhưng nó chỉ làm Endgame đẹp hơn pha giao tranh của Leap Sandbox mà thôi. Pha Endgame rất nhanh chóng dành cho Leap Sandbox. T1 đang giữ kỷ lục là ván thắng nhanh nhất của mùa giải này, nhưng mà có vẻ như Leap Sandbox đang cạnh tranh rất là dữ dội cho cái kỷ lục đó. Và họ sẽ dứt điểm ván đấu này ở vào phút thứ 24. Mọi nỗ lực đến từ phía T1 nó dừng lại ở foul tranh vừa rồi, khi mà tất cả mọi thứ họ muốn dồn vào con Jin, nhưng con Jin này thậm chí là vẫn còn cho mình giáp thiên thần. Cái lồng đèn đặt ra rất là hay đến từ Effort. Và đây là một ván đấu, một cặp đấu mà anh ta đã phần ở đó chứng minh được cái giá trị của mình trong đội hình của Leap Sandbox.